Sopoka, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách. Combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k, chỉ còn 55k, dành cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Săn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sopoka, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối thứ bảy ngày 16 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một loạt các tin tức mới đã xảy ra trong hôm nay. Đầu tiên là các tin tức ngập tràn về đại tướng Sergei Surovikin. Như bạn có thể thấy, ông ấy đã quay trở lại. Tướng Surovikin đã từng chỉ huy các chiến dịch tấn công của lực lượng Nga ở Ukraine, cũng như là người đã ra lệnh dội hỏa lực và đánh bom vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine, đồng thời là tác giả của phòng tuyến Surovikin kiên cố mà quân Ukraine đã cố công phá suốt 3 tháng qua, cho đến khi sự kiện binh biến Wagner vào tháng 6 năm nay. Đã có tin những tin đồn của phương Tây nói rằng tướng Surovikin đã bị bỏ tù, rồi sau đó chúng ta lại nhận được thông tin Surovikin sẽ thay thế vào vị trí của Prigozhin và Nga sẽ tái cấu trúc lại lực lượng Wagner, di chuyển lực lượng này tới phía nam Kherson và phía nam Zaporizhia. Tiếp theo, chúng ta cũng nhận được thông tin về việc tướng Surovikin đã bị miễn chức vụ tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga, nhưng sau đó được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban phòng không CIS, nhóm các nước Liên Xô cũ. Và cho đến nay, chúng ta tiếp tục nhận được thêm các tin tức về việc đại tướng Surovikin đã xuất hiện ở Algeria. Theo như mình suy đoán, thì hiện tại Nga đang cố giải quyết các mối làm ăn giữa Wagner với nhiều bên khác, và người duy nhất có thể làm được điều này chính là Surovikin. Điều này rất quan trọng đối với Nga, vì giờ đây họ đang cần xây dựng các mối quan hệ cũng như tạo dựng lòng tin đối với các bên đối tác của Prigozhin cũng như các chỉ huy cao cấp của tập đoàn Wagner với một nhân vật uy tín cao như tướng Surovikin. Tiếp theo, mình nghĩ rằng sự xuất hiện của Surovikin tại Algeria là để giải quyết hai vấn đề trực tiếp khác. Đầu tiên chính là để thiết lập được các tuyến đường an toàn từ Algeria tới Niger. Còn điều thứ hai chính là để ngăn không cho Pháp làm được điều tương tự nếu như có bất kỳ diễn biến gì xảy ra tại Niger. Nhưng dù như thế nào thì tướng Surovikin thực sự đã trở lại. Đây là một tin rất mừng với cá nhân mình và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của ông ấy tại Kherson hoặc Zaporizhia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển tới các chiến tuyến trên bộ. Đến với khu vực Kherson, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo tổn thất của Ukraine trong khu vực này suốt 24 giờ qua là 75 binh lính, 6 xe bọc thép cùng với 12 hệ thống pháo binh. Đây là một con số thiệt hại lớn vì tại khu vực này không có bất kỳ một đợt giao tranh trực tiếp nào diễn ra mà chỉ là các cuộc công kích hỏa lực đến từ các hệ thống pháo binh, hàng không Nga mà Ukraine đã thiệt hại nặng nề như vậy. Và đây cũng có thể là lý do vì sao mà Ukraine trong hôm qua đã thông báo về một đợt sơ tán dân cư lớn tại toàn bộ các khu vực định cư của khu vực này. Chúng ta cũng phải nhắc lại một lần nữa rằng từ đầu tháng 9 đến nay, quân đội Nga đã dồn sự chú ý và dội rất nhiều hỏa lực vào các khu định cư trên. Nhưng phần lớn các đợt đánh bom diễn ra tại các khu vực từ Lvov đến Kozatsky. Tiếp theo, chúng ta có một tin tức khá chú ý tại khu vực lân cận Kamienka, Dinovska. Video này được đăng tải bởi Ukraine. Và lần đầu tiên khi mình xem video này thì mình đã không xác định được chính xác diễn biến trong video đã xảy ra ở đâu. Vì trong video này ta chỉ thấy một đợt đánh bom đến từ Ukraine mà không có gì đặc biệt. Về sau khi mình nhận được thêm thông tin về video này thì như các bạn có thể thấy, tại khu vực này của dòng sông nước đã rút rất cạn giống như trong video và lực lượng Ukraine giờ đây đã có thể thực hiện các chiến dịch vượt sông nhằm triển khai các đợt tấn công nhằm vào các vị trí của quân đội Nga. Đó cũng có thể là một trong những lý do vì sao họ triển khai đợt sơ tán lần vừa rồi, vì Ukraine biết rằng rất sớm thôi, cả hai phe sẽ thực hiện các đợt tấn công nhằm mở rộng vùng kiểm soát về phía lãnh thổ của kẻ địch. Mục tiêu của quân đội Nga chắc chắn là sẽ cố tiếp cận đến hai khu định cư Prosky và Nikopo. Còn về phía Ukraine, họ sẽ cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát Inihoda và nhà máy phát điện hạt nhân Zaporizhia. Bây giờ, chúng ta sẽ di chuyển đến chiến trường Zaporizhia, khu vực phía nam Oriki. Tình hình hiện tại ở đây vẫn giống như những ngày trước, là các lữ đoàn của Ukraine vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng của họ tại Robertin, các cánh đồng nằm giữa Robertin và Verbo và khu vực nằm ở phía tây bắc Rebo. Các nguồn tin Ukraine đã đăng tải một video về việc họ triển khai các đợt dội hỏa lực nhằm vào các vị trí của quân đội Nga. Chúng ta sẽ dùng video này với mục đích hiểu rõ diễn biến hiện tại ở các chiến tuyến và ta đang có thể thấy rằng Ukraine vẫn chưa thể tiến vào được phía tây của khu định cư này.
trong khi quân đội Nga đã báo cáo rằng vào một vài thời điểm, Ukraine đã đưa được lực lượng của mình vượt qua khu vực này. Nhưng do quân đội Nga kịp thời tiếp viện mà họ đã thành công đẩy lùi Ukraine một lần nữa. Sau đó, nguồn tin Nga cũng đã đăng tải một video cho thấy Nga tổ chức các đợt đánh bom vào các chiến hào nơi mà binh lính của Ukraine đang ẩn nấp nhằm ngăn không cho họ tái bố trí bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo. Như vậy, chúng ta có thể thấy quân đội Nga đang không hề tiếc hỏa lực của họ tại khu vực này, vì họ hiểu rằng giờ đây mỗi đợt tấn công từ Ukraine đều có thể được coi là đợt đẩy cuối cùng. Thêm một vài thông tin về các đợt công kích tại Rubotin. Trong video này, ta có thể thấy một chiếc Bradley của Ukraine đã bị Nga triển khai bắn phá bằng đạn pháo Kratrobo và phá hủy thành công. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tổn thất của Ukraine trong khu vực này suốt 24 giờ qua được báo cáo là 145 binh lính, một con số không hề nhỏ. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển đến khu vực Kursky. Hôm nay Ukraine đã triển khai một vài đợt tấn công của họ tại khu vực này. Đầu tiên là Urozhin. Trong video này, ta có thể thấy Ukraine đã sử dụng đến 4 chiếc xe bọc thép chở quân Makro nhằm đưa được lực lượng của họ từ đường rừng này sang đường rừng khác. Và mình cảm giác như ở đầu video thì các đơn vị này đang di chuyển khá thoải mái. Nhưng ngay khi họ còn chưa kịp triển khai bất kỳ một binh lính nào rời khỏi xe thì Nga đã thực hiện dồi hỏa lực vào, khiến cho một chiếc xe bọc thép bị phá hủy, dẫn đến toàn bộ các đơn vị trên đã bị hoảng loạn và họ vội vàng rút lui để cố gắng bảo toàn lực lượng. Một vài các binh lính còn sót lại đã cố gắng sơ tán những binh lính ở trên chiếc Makro vừa bị phá hủy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một chiếc khác thì đang rút lui đã đạp phải một quả mìn và phát nổ. Ngay sau đó thì quân đội Nga vẫn tiếp tục dồi hỏa lực vào một cách khốc liệt. Mình không rõ số phận của các binh lính Ukraine tại đây, nhưng rõ ràng đợt tấn công này của Ukraine đã bị đẩy lùi khi mà họ thậm chí còn chưa được giao tranh trực tiếp với quân đội Nga. Video trên cũng đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của các lực lượng pháo binh cũng như việc triển khai các bãi mìn ở cánh đồng. Ukraine sau đợt tấn công trên đã bị thiệt hại ít nhất 2 chiếc xe bọc thép cùng các binh lính. Về cơ bản thì họ tiến công rồi sau đó buộc phải rút lui về một cách trắng tay. Trên mặt trận lân cận, quân Ukraine cũng cố gắng triển khai một đợt tấn công khác tại Novomaiot. Theo như chúng tôi đã biết thì họ thành công thiết lập được các hệ thống cầu phao nhằm vượt qua dòng sông Saitatka để có thể bố trí lực lượng của mình từ phía bắc dòng sông sang phía nam. Nga cũng đã bố trí các lực lượng điều khiển máy bay không người lái của họ tại khu vực này, và trong video ta có thể thấy các đơn vị trên đã tổ chức các đợt tấn công nhắm vào các vị trí của quân đội Ukraine đang di chuyển dọc theo cánh đồng với mục đích triển khai các đợt đẩy hướng tới việc chiếm lại phía bắc Novomaiot. Nhưng toàn bộ các đợt tấn công trên đã bị quân đội Nga đẩy lùi. Lại là một khu vực khác mà Ukraine phải chịu các tổn thất nặng nề liên quan đến xe bọc thép. Hiện quân Ukraine đã cố gắng dàn trải lực lượng của mình và tấn công từ nhiều hướng, từ hai khu vực định cư của Zolotoniva và Brichetivka. Nhưng rất tiếc rằng họ đã đụng độ lực lượng máy bay không người lái của quân đội Nga và buộc phải lui về, dù rằng ngày trước đợt tấn công này họ đã thực hiện một vài các đợt công kích bằng pháo binh nhằm giảm thiểu hỏa lực của quân đội Nga. Tuy nhiên điều này vẫn là chưa đủ. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tổn thất của Ukraine tại khu vực này suốt 24 giờ qua là 175 binh lính, khá cao so với những ngày trước, chứng tỏ cả hai phe tại địa điểm này hiện đang giao tranh rất ác liệt. Giờ chúng ta sẽ đến với khu vực Novomykhailivka. Đây là khu vực đang được quân đội Nga dồn vào rất nhiều sự chú ý. Đã có một cuộc tấn công nhỏ diễn ra tại khu định cư này vào một vài ngày trước. Tuy nhiên đến giờ chúng ta mới nhận được các video về chúng. Trong video này ta cũng có thể thấy Nga đã thành công triển khai các lượt tấn công bằng tên lửa Lvov, loại tên lửa mà trực thăng có thể sử dụng, và đã phá hủy các vị trí công sự cũng như các kho chứa đạn dược của quân đội Ukraine tại địa điểm này với khoảng cách xấp xỉ 15 km. Điều này khiến cho các đơn vị phòng không của Ukraine rất khó phát hiện. Không những vậy, quân Nga tại đây cũng đang tích cực triển khai tấn công khác với đạn pháo dẫn đường Krasnobo. Mình tin rằng sớm thôi, quân đội Nga sẽ tiến hành triển khai các đợt đẩy nhằm dọn dẹp hai khu vực định cư này. Vì nếu chúng ta từ đầu tháng 8, ta có thể thấy Nga đang dồn rất nhiều hỏa lực của họ vào khu vực này. Mà đấy là chúng ta mới chỉ tính đến các video được xác định vị trí, và chắc chắn chúng thậm chí còn chưa chiếm đến 30% tổng các đợt tấn công của quân đội Nga. Vậy là gần như toàn bộ từng con phố, từng tòa nhà trong hai khu định cư trên đã bị phá hủy trong suốt 2 tháng qua. Đây chắc hẳn
là loạt các hoạt động quân sự dọn dẹp để chuẩn bị cho một đợt tổng tấn công cực kỳ lớn tại khu vực này từ phía quân đội Nga nhằm xuyên thủng hàng rào phòng thủ của Ukraine, cũng như để bao vây Vuleda từ phía này và thiết lập được các cung đường để hướng tới Kharkiv. Trong khi đó, vấn đề đối với Ukraine hiện tại chính là sự vắng mặt hoàn toàn từ các đợt phản công lại của họ. Chỉ có một vài các đợt nã pháo đáp trả Nga nhằm vào các khu vực Stepney cũng như Olenivka. Tuy nhiên, chứng này chẳng là gì nếu so sánh với những gì mà quân đội Nga đang thực hiện. Tiếp theo, chúng ta cùng di chuyển đến khu vực Donetsk. Hôm nay, Ukraine đã đăng tải rất nhiều video liên quan đến các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của họ nhằm vào các vị trí tập trung lực lượng của quân đội Nga, trong đó có bộ binh, xe tăng, các kho chứa đạn dược cùng các thiết bị tác chiến điện tử. Các đợt tấn công này đều đã diễn ra trong tháng 9. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng nó có thể cho ta biết thêm thông tin về các đợt phản công của Ukraine nhằm kiểm soát được tình hình ở khu vực lân cận Avdiivka. Trong khi đó, thì đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì về đợt tấn công của Ukraine nhằm vào khu định cư Opyton. Khu vực đó Nga đã báo cáo chiếm lại khu vực này, do đó có thể các đợt công kích bằng máy bay không người lái trên có liên quan đến vấn đề này khi Ukraine đang cố gắng triển khai các đợt tấn công nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế mà Nga đang sử dụng về hướng của khu vực định cư trên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khu vực Klitschivka. Hôm nay Ukraine lại một lần nữa thông báo rằng họ đã thành công chiếm được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực định cư Andriivka. Lữ đoàn xung kích số 3 Azov cũng đã đăng tải rất nhiều video cho ta thấy lực lượng máy bay không người lái của họ đang ghi lại các cảnh quay ở khu vực này từ trên cao. Tuy nhiên, đây mới chỉ là từ phía bên ngoài và chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ video nào về việc họ xuất hiện ở bên trong khu định cư. Và chúng ta đều biết là nếu kiểm soát hoàn toàn được khu định cư trên thì họ sẽ cắm lá cờ Ukraine xuống. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thấy được sự xuất hiện của bất kỳ lá cờ nào. Do đó, khu vực này một là đang thuộc vùng xám, hai là nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Tiếp theo, các nguồn tin Ukraine cũng đã đăng tải thêm một video về việc họ triển khai một đợt tấn công và phá hủy thành công một hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad bằng tên lửa HIMARS. Và một thông tin khá liên quan đến HIMARS là hôm nay, Mỹ đã khai trương thêm một nhà máy sản xuất hệ thống tên lửa HIMARS ở Mylek, Ba Lan và chúng chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 120 km. Mình không chắc rằng nhà máy trên sẽ đi vào hoạt động từ ngày nào, nhưng đây sẽ là một vấn đề rất lớn đối với quân đội Nga vì giờ đây Ba Lan sẽ có thể cung cấp thêm cho Ukraine rất nhiều các quả tên lửa HIMARS với tốc độ nhanh hơn và mình tin rằng có thể thêm rất nhiều những nhà máy sản xuất khác được Mỹ triển khai tại Ba Lan trong thời gian tới. Đó cũng có thể là nguyên nhân Nga quyết định hợp tác với Triều Tiên đưa các loạt pháo KN-09 hoặc K-25 của Bình Nhưỡng vào tham chiến làm đối trọng của HIMARS. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với khu vực tiền tuyến Kupiansk-Lyman. Hiện tình hình tại đây vẫn chưa có thêm các tin tức gì mới liên quan đến bước tiến của cả hai, mà chỉ là các cuộc giao tranh thông thường. Do đó, tổn thất Ukraine ở khu vực này trong 24 giờ qua chỉ là 75 binh lính theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Và chúng ta cũng chỉ có được duy nhất một video về việc Ukraine đã phá hủy thành công một chiếc xe bọc thép bị bỏ lại từ phía quân đội Nga tại khu vực Rayhorozhka. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.